Đón chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi hàng tháng ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng những điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, ban biên tập chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của nữ mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trước mùng 1 tháng 7 âm lịch. Bước sang thời điểm này, vận trình công danh sự nghiệp và tài lộc của tuổi Canh Tý sẽ ra sao? Trong tháng, mệnh chủ có được thần tài, mở kho, ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh và sự nghiệp của mình, tuổi Canh Tý có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào? Và để nắm rõ được vận trình của mình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào. Đừng quên, quý anh chị và các bạn cũng có thể tham khảo thêm những thông tin phong thủy tử vi tại phần mô tả của video này. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2020. Tử vi của nữ mệnh tuổi Canh Tý tháng 6 âm lịch cho thấy về phương diện tài lộc, mệnh chủ dễ nhận được sự giúp đỡ hậu thuẫn của người đi trước. Những khó khăn trở ngại nhờ đó mà có thể được khắc phục và vượt qua dễ dàng, tiền tài cũng vì thế mà rủng rỉnh. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm rất tốt cho những người muốn bắt đầu khởi nghiệp. Cùng với sự hậu thuẫn của gia đình, chỉ cần các bạn biết tận dụng cơ hội, có những kế hoạch làm ăn kinh doanh hiệu quả là sẽ gây dựng được sự nghiệp riêng, nên có lẽ số tiền chi ra sẽ khá nhiều. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức 21 tháng 7 đến 18 tháng 8 dương lịch. Tháng này không phải là tháng nhiều điều xui rủi đối với gia chủ tuổi Canh Tý. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 6 âm lịch, nữ mệnh tuổi Canh Tý cần phải tránh. Đó là ngày âm lịch mùng 6 tháng 6, tức 26 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 và mệnh chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Ngày âm lịch 18 tháng 6, tức mùng 7 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 và mệnh chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của nữ mệnh chủ tuổi Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Các ngày tốt đối với tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch năm Canh Tý 2020. Ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, tức 21 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch 13 tháng 6, tức mùng 2 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Ngày âm lịch 25 tháng 6, tức 14 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khu bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ.
tử vi của tuổi Canh Tý trong tháng 6 âm lịch, tài lộc của nữ mệnh tuổi Canh Tý. Đối với những nữ gia chủ tuổi Canh Tý đã đứng tuổi thì bản mệnh có tài lộc ùn ùn kéo tới, không mất nhiều thời gian để tìm kiếm cơ hội mà chỉ cần chớp thời cơ trước mắt thôi đã đủ mệt rồi. Những nữ mệnh chủ tuổi Canh Tý là người nhanh nhẹn, linh hoạt nên chuyện này không làm khó các bạn quá nhiều, có thể sẽ bị bối rối trong mấy ngày đầu nhưng rồi lại nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống mà thôi. Càng về cuối tháng 6 âm lịch thì nữ mệnh tuổi Canh Tý lại càng có nhiều cơ hội để thăng thêm thu nhập của mình. Đặc biệt là cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều có cơ hội này, không chỉ riêng một ai. Bản mệnh hãy cố gắng để phát huy năng lực của mình, không phải ai cũng có được may mắn như bạn đang sở hữu. Những nữ gia chủ tuổi Canh Tý là người khá là nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh sôi hỏng bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng 6 âm lịch. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lập ghép vào trong đó. Cạnh bên của vật phẩm Minh quang pháp bảo sẽ khắc bộ lục tự đại minh chú Om Mani Padme Hum, là câu nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Đây sẽ là bộ chú cho tất cả những người sở hữu vật phẩm nhận được sự cát lành bảo vệ bởi bộ chú Om Mani Padme Hum. Điều đặc biệt hơn nữa tạo nên sự linh thiêng và mang ý nghĩa phong thủy to lớn của Minh quang pháp bảo, đó chính là chính giữa của pháp bảo được chạm khắc tinh xảo hình tượng bạch liên hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, thuần khiết, giúp người sử dụng gia trì công đức, tịnh tâm như Phật, tượng trưng cho sự sinh sôi, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thành công và hạnh phúc. Về sự nghiệp của nữ mệnh chủ tuổi Canh Tý, tử vi tháng 6 âm lịch của nữ mệnh tuổi Canh Tý cho thấy xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Tháng này có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, tuy nhiên đây lại chính là cơ hội, là bước đệm cho sự chuyển biến trong thời gian tới. Cho nên bạn hãy nắm bắt lấy cơ hội này để có được một kết quả viên mãn. Hãy chuẩn bị cho mình tinh thần từ trước để khi đối mặt với mọi tình huống, bạn đều bình thản giải quyết. Theo tử vi tháng 6 âm lịch, sự nghiệp của nữ mệnh tuổi Canh Tý nhìn chung trong hung có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi, suôn sẻ. Tháng 6 được dự báo là quãng thời gian thuận lợi nhất trong năm trên mọi phương diện với những người thuộc tuổi này. Việc làm ăn, kinh doanh của nữ mệnh chủ tuổi Canh Tý trong tháng này rất hanh thông, có cơ hội gặp được quý nhân và được họ giúp đỡ nhiệt tình. Nhờ đó mà việc làm ăn tiến triển tốt, các mối quan hệ công việc và đồng nghiệp hài hòa gắn bó được cấp trên đánh giá cao. Đây cũng là thời điểm mà các bạn có thể được đề bạt thăng chức, tăng lương, cuộc sống nhờ vậy mà trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu. Lời khuyên cho nữ mệnh tuổi Canh Tý trong tháng 6 âm lịch là nên chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp cho mình, đừng ỷ lại vào quý nhân. Ngoài ra, cũng theo tử vi học thì tháng 6 âm lịch là thời điểm không đẹp đối với nữ mệnh tuổi Canh Tý. Cần phải chú ý và thận trọng hơn, kiểm soát cảm xúc, lời ăn tiếng nói, tránh để xảy ra mâu thuẫn, xung đột, kẻo dễ gây ra hậu quả không hay. Đồng thời, mệnh chủ nên tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát, bản mệnh có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh quang pháp bảo để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ.
đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về sức khỏe của nữ mệnh tuổi Canh Tý, tháng 6 âm lịch cần chú ý nhất chính là vấn đề sức khỏe. Thông thường vướng phải vận trình thái tuế năm cộng với những hung tinh về sức khỏe. Chính vì thế mà những nữ gia chủ tuổi Canh Tý không được tốt về mặt sức khỏe trong tháng, đặc biệt là dễ bị thương tích trên người. Vì thế mà lời khuyên cho các bạn tuổi Canh Tý là vào dịp cuối tháng các bạn nên bớt thời gian đi kiểm tra sức khỏe, không nên tiến hành những chuyến du lịch xa. Nữ mệnh tuổi Canh Tý cũng có thể xem xét cân nhắc đến việc hiến máu hoặc trang trí các vật dụng trong nhà. Việc này có thể giúp cải thiện sức khỏe của bản thân. Ngoài ra, trong tháng này, mệnh chủ cần đặc biệt chú ý nhiều đến các bệnh liên quan đường hô hấp của mình như cảm cúm, các bệnh về mũi và một số bệnh liên quan đến đường tiêu hóa của mình. Về tình duyên của nữ mệnh chủ tuổi Canh Tý, chuyện tình cảm theo tử vi tháng 6 âm lịch cũng không được thuận buồm xuôi gió. Việc bạn cần làm là giữ vững tâm lý bản thân. Mặc dù những sóng gió có thể là chưa qua đi, nhưng cũng sẽ phần nào giải quyết được. Các bạn sẽ không có nhiều cơ hội trong chuyện tình cảm yêu đương bởi tâm lý không muốn bản thân bị ràng buộc và cũng không có quá nhiều thời gian để dành cho chuyện tình cảm. Những nữ gia chủ tuổi Canh Tý để kích cho con đường tình duyên cần mang bên mình vòng tam hợp quý nhân gỗ huyết long Thân Tý Thìn. Vòng tam hợp Thân Tý Thìn của phong thủy may mắn được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây là tổng quan về vận trình của nữ mệnh tuổi Canh Tý trong tháng 6 âm lịch năm 2020. Quý anh chị và các bạn có thể thấy lộ trình trong tháng 6 này của mình gặp nhiều may mắn, thuận lợi và cả những khó khăn. Tuy nhiên, có một số chuyện xui xẻo mà bạn không mong muốn ảnh hưởng đến tinh thần và tâm trạng của bản mệnh. Người ta thường nói rằng những vấn đề không may mắn trong cuộc sống không ai là không gặp phải. Nhưng cách để ta chuẩn bị và xử lý nó ra sao sẽ quyết định cuộc sống của bạn thành công hay thất bại. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những nữ gia chủ tuổi Canh Tý trong tháng 6 âm lịch này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị thành công thuận lợi trong cuộc sống.